Em xin chào tất cả mọi người yêu Lan ạ. Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2018. Nhà em có về thêm một ít hàng để phục vụ mọi người đây ạ. Em xin tự giới thiệu trước, em tên là Tuyết, mọi người có thể gọi là Tuyết Kha. Em ở Cao Bằng ạ. Số điện thoại của em là 0914 996 482. Thì mặt hàng của nhà em hôm nay gồm có cáo, phi điệp tím, bầu rượu vàng, bầu rượu tím và kiếm đỏ. Thì tí nữa em sẽ quay lần lượt. Thì đầu tiên là cáo. Đây ạ. Cáo này em đã chia thành bó. Đây, cây cứ đều đều như này thôi mọi người nhé. Cây nhỏ không có đâu ạ. Đấy. Cáo này, một bó này là 100.000 ạ. 100.000 em cũng chỉ có mấy bó thôi. Tiếp theo thì còn những cái bó lẻ. Đây em sẽ quay theo thứ tự. Số 1. Đây cái nhóm cáo số 1 là 50.000. Thì gồm có 3 cây như thế này ạ. Đấy, vòi hoa đây. Tuy nhiên là cái vòi hoa này thì về các bác ngâm xử lý chắc là nó vẫn có thể chơi hoa được mùa này. Đấy. Số 1 là 50.000 ba cây này ạ. Đây, là xếp rất là đẹp. Số 2 cũng là 50.000 ạ. Đây, gồm có 2 cây. 2 cây như thế này. Đây, xếp rụt tịt luôn. Và một cây này nữa. 50.000. Số 2. Số 3. Số 3 cũng là 50.000 ạ. Đây, cũng gồm có 2 cây. Xếp về đấy ạ. Và cái vòi hoa của nó thì còn mấy bông thôi. Đấy. Đây, lá nó như này nhé mọi người. Lá bên cạnh nó bị như này. Cái này là do con gì nó cắn vào ấy. Số 4, một cây này cũng 50.000 ạ. Đó, một cây duy nhất vòi hoa đấy ạ. Bây giờ đang là mùa hoa cáo của Cao Bằng, hoa rất là thơm, màu tím trắng. 50.000, đây có một con dưới này nhưng mà chắc là hỏng rồi. Không sống được rồi. Đây, hỏng rồi. Và tiếp theo, bó này 80.000, khỏe bó mà là nó là một dề ạ. Một dề gồm có 3 thân. Đó, đây. 3 thân. Đây ạ. Lá xếp 80.000. Tiếp theo số 6 cũng là 80.000. Nó là một cái cây gồm có 2 thân như thế này. Thì mỗi thân đều có một vòi hoa. Mỗi thân thì đều có một vòi hoa rồi ạ. Đây. Đây. Đây, tuy nhiên cái cây này thì lá nó bị đây bị như thế này. Từ ở rừng rồi mọi người ạ. Cái này không phải do vận chuyển mà là giống như là bị con gì cắn rồi. Đó, cái này là 80.000 ạ. Số 7 là 120.000. 120.000 cái khóm này thì gồm có 2 thân mẹ và một cái mầm con như thế này. Đó. Đây, thế nó như này ạ. Đấy, lá xếp rất là đẹp. Tuy nhiên là cái lá ngọn nó bị như này nhá, bị gãy như này. Đấy, nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu ạ. Số 8 ở đây là một dề. Đây cái mặt hoa như này mọi người ấy. Cáo Cao Bằng đấy ạ. Như cái hoa này thì vận chuyển thì nó cũng đã bị dập nát một chút rồi. 180.000 cái dề này thì gồm có một thân mẹ, 2 thân mẹ, 3, 4 thân mẹ. Gồm có 4 thân mẹ. Đây. Đây ạ. Đó. Xếp. Đó, cái dề này số 8, cáo số 8. 180.000. Còn các bó này thì là 100 ạ.
Đấy, em xin giới thiệu tiếp là Phi Điệp. Phi Điệp thì em sẽ thôi từ chỗ này trở đi đi. Lộn ngược cũng được, hình số 37. À, cái dề này em bán giá là 3 triệu. 3 triệu gồm có 4 thân, 4 mầm với lại đây, 4 vòi hoa, 2 kỳ, còn lại là thân già. Đấy, mặt hoa đây ạ. Đó. Số 36. Số 36 là 3.500.000. Cái này thì nó nặng hơn cái dề bên cạnh này nhé mọi người, vì thân nó mập hơn đây này. Thân rất là to, to hơn cả cái ngón cái của em rồi. Tuy nhiên là cái hoa của nó thì bởi vì vận chuyển nên là nó cũng đã bị cụt mất những cái bông hoa rồi. Về chúng ta có thể ươm ki kích ki. À, đây là nụ này mọi người ơi. Đây là nụ đây này. Đấy, nụ này thì có nghĩa là cái chỗ này, chỗ này em cũng nghĩ là nụ. Em không biết nó là nụ hay hoa nhưng mà có vẻ như bị cụt rồi. Thôi không tính, không tính là nụ hay hoa gì đâu. Đây này, nụ đây này. À thế chứng tỏ những cái kia là nụ nhưng một số là bị cụt đấy. Nụ nó to quá không giữ được. Đấy, cái dề này thân rất là mập. Có 1, 2, 3 mầm. Đó, cái này 3.500.000. Tiếp theo, hôm nay có những cái khóm, những cái hình chỉ từ 200.000 nhé mọi người nhé. Đấy. À, tiếp theo hình số 35 là 300.000 ạ. Gồm có hai khóm như thế này. Đây. Đây. Dài kia. Có 2 kỳ, 3 kỳ. 300.000 số 35. Số 34 là 400 ạ. 400 thì gồm có đây, một khóm này 2 mầm ki ở đầu và thêm một cái khóm này nữa. Thì là 400. Số 33, khóm này 200.000 ạ. 200.000, tuy nhiên là cái mầm này, cái phần ngọn của nó đã bị gãy. Đấy, gãy ngọn. Số 32. Số 32 là 200.000 ạ. Đây. Có một ki ở đầu. Tiếp theo là số 1. Số 1 là 200. Thì nó gồm có đây, kiến. Những cái hình nhỏ nhỏ này gồm có kiến và ki nhé mọi người nhé. Đây 1, 2, 3, 4 khóm như thế này. 4 khóm như thế này. Đấy. Mầm khá là dài rồi, hơn một gang rồi ạ. 200, số 1. Số 2 cũng là 200, thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 khóm tất cả, cả kiến cả ki. Số 3 cũng là 200.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy, cả kiến cả ki nó cứ lít nhít như này. Số 4. Số 4 này là nguyên dề. À, thân lù đốt ngắn. Đấy. 200.000 ạ. Đây. Tiếp theo số 5. Số 5, hình số 5 cũng là 200 thì gồm có 1 2 3 4 5 6. 6 khóm tất cả. Đấy. Khóm này thì ngọn đã bị gãy rồi này. Đây là cái này thân rất là mập. Số 6 cũng là 200 ạ. Số 6 200 thì gồm có 3 khóm như thế này. Cái này mọc kia này này. Và em thấy cái khóm này thân rất là xanh này. Đấy. 200. Tiếp theo. Số 20. Đây, số 20 là 200 ạ.
nụ đây mọi người nhé. Đây, được hôm nay được cái lô này thì toàn nụ, nhưng mà giữ lại hơi khó, họ vận chuyển về thì cũng bị gãy một số rồi. 200 một khóm này. Số 7. À, nãy là số 20 ạ. Tiếp theo số 7. Số 7 cũng là 200. Thì gồm có 1 2 3 4. 4 khóm. Số 8. Số 8 cũng là 200.000 ạ. Gồm có 2 khóm như thế này. Số 9. Số 9 là 1 2 3 3 khóm. 3 khóm. Cái này lá nó mọc xong mọc chui rúc vào cái lá bên dưới này, xít xịt xịt vào đây này. Số 10 cũng là 200 ạ. Số 10 200 thì gồm có 3 khóm như này. Đây. 3 khóm. Số 11, 1 khóm gồm có 2 mầm. 2 mầm. Đây là một thân hoa dài này, 200 ạ. Số 12. Số 12 cũng là 200 ạ. Nó là 2 khóm. Đây nó là 2 khóm. Đây cái khóm này thì không có mầm, chưa có mầm nhá mọi người ơi. Đây ạ, thân đỏ tía. Đây, 200. Tiếp theo số 14. Khóm này 300 mầm đây ạ. Và đây là mặt, đây là nụ. Đây. 300. Số 16. 16 là 300 ạ. Đây, nụ đây, mầm rất là dài. Số 15. 15 là 400.000 ạ. 400.000. Có hai cái nụ còn tồn tại. Số 19 là 250. Số 19 là 250. Đây, còn một nụ. Số 21. Số 21 đây là một dề. Dề này thì với thân hoa này nó còn 1 này. 2 3 nụ thôi. Đấy, còn đây cũng là thân hoa đấy, nhưng mà nó bị gãy mất rồi. Và mầm thì 1, 2, 3, 4, 5 mầm ạ. Đây, 5 mầm. Hàng vừa về sáng nay, rất là xanh, đẹp. Cái này thân nó còn rất là bóng và tía đây này. Số 23. Số 23, cái này là 900 ạ. 900. Đó, thân mập. Hôm nay hàng đa số là đốt ngắn, thân mập. Số 18. Số 18 là 800.000. Số 18 800.000 đấy ạ. Gồm có 1 mầm, 2 mầm, 3, 4, 5 mầm. Gồm có 5 mầm. Đây có thân hoa đang nụ đây. Cái này thì bị có vẻ như bị trột mất rồi. Đó, cái dề này 800 ạ. Số 22. Số 22 là 1.500.000. 1.500.000. Đây thân mập ạ. Còn nụ đây nhá mọi người. Đây. Đó, rất là mập to ngón tay em rồi. Có một mầm thôi. À hai mầm. Hai mầm. Số 24. Cái dề này 700.000. 700.000. Cái
ngọn nó bị con gì ăn mất rồi. Đây này, đấy. Chắc con sâu. Đây này, cái ki cũng bị ăn mất mầm rồi. Tuy nhiên là cái này em nghĩ là cũng chả ảnh hưởng gì. Cái này không biết là, đây không biết là nụ hay là mầm đây. Đấy, đấy nó trắng trắng nữa này. Mầm này cũng hơi trắng. Về cho các bác quay sổ số. Tiếp theo số 25. Số 25 là 300.000 ạ. 300.000 cái khóm này. Đấy, đốt ngắn, thân lù mập. Số 26 là 200.000 ạ. 200.000 đây. Gồm có hai khóm như thế này. Lá tím. Số 27. 27 350 thì gồm có một cái khóm nhỏ này là tía này với cả một cái khóm to. Gồm có hai mầm. Và một mầm này cũng bị gãy ngọn mất rồi. Đấy, và thân hoa thì đã nở rồi này. Tiếp theo số 30. Số 30 thì là 500 ạ. 500 đây. Có rất là nhiều ki. Số 31. 31 là 800.000 ạ. 800.000. Đây cũng là thân hoa đấy, nhưng mà chắc là cũng bị gãy hết nụ rồi. Cái tầm nụ nó to to này giữ rất là khó. Tiếp theo số 28. Số 28 cái khóm này là 1.500.000. 1.500.000. Và số 29 là 500.000. Đây ạ, gồm có hai khóm như thế này. Đây, em đã buộc cái đầu kia, nó mọc khá là nhiều rễ, nhiều ki. Đấy, 29, 500.000. Đấy là cái mặt hàng phi điệp của nhà em. Thế còn ngoài ra thì em có, vẫn có đây, củ bầu rượu. Củ bầu rượu loại 80.000, hoa vàng, vàng sẫm, loại 100.000. Củ bầu rượu hoa tím 160.000. Kiếm đỏ. Kiếm đỏ 100.000. Kiếm đỏ 100.000. Kiếm lô hội. Kiếm lô hội thì 70.000. Trời ơi, cái xe của mình. Ngoài ra thì em vẫn về thêm cái tắc kè đá nha mọi người ơi. Mùa hè đun nước uống tốt ạ. Cái này em bán chỉ 80.000 một cân thôi ạ. Đây, lại tiếp tục khoe cái vòi hoa kiếm đỏ của nhà em đã nở ở đây. Rất là đẹp. Đấy, nó rất là dài nhé mọi người. Đây, dài. Dài cực kỳ. Thế còn hai bông kiều đây, vẫn tươi. Vẫn rất đẹp. Hôm nay mặt hàng của em chỉ có những loại đấy thôi. Thì ai đặt hàng loại gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em vào số 0914996482 nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo ạ.